À, Việt Hỏi bài bị trừ trả lời thức thì vào thư viện danh Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách mang tên Kết nối tri thức. Chúng mình đã cùng nhau đi ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên rồi. Đến bài học ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau bước vào bài số 69. Ôn tập phân số trang 107, 108, 109 nhằm chữa tất cả các bài tập có trong bài số 69 này nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần luyện tập 1. Câu có bài tập số 1, chọn câu trả lời đúng. Ý A, à, phân số chỉ phần đã tô màu của hình bên là. Ta biết rằng muốn tìm phân số chỉ phần đã tô màu của hình bên thì đầu tiên ta sẽ phải đi tìm số phần đã tô màu bằng cách đếm, ta đếm được có 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 phần. Như vậy, 9 ở đây chính là tử số. Tiếp theo chúng mình sẽ đi đếm xem có tổng cộng là bao nhiêu hình tam giác nhỏ nhé. Ở đây sẽ có 14 hình tam giác nhỏ. Như vậy, phân số chỉ phần đã tô màu của hình bên chính là 9 phần 14. Vậy ta sẽ chọn đáp án C là đáp án đúng. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với ý B. Đã tô màu 3 phần 5 con ếch trong hình nào dưới đây? Như vậy, để tìm xem đã tô màu 3 phần 5 con ếch trong hình nào dưới đây, thì chúng mình sẽ phải quan sát số con ếch đã được tô màu sẽ là 3 và số con ếch có sẽ là 5. Như vậy chúng mình có thể tìm xem ta rút gọn được xem hình nào mà ra được kết quả là 3/5 đúng không nhỉ? Như vậy ở ý A có tổng cộng là 15 con ếch và ở đây có 3 con ếch được tô màu. Như vậy phân số chỉ hình A chính là 3/15. Tiếp theo ý B có tổng cộng là 9 con ếch được tô màu. Như vậy phân số chỉ số con ếch đã tô màu là 9 phần 15. 9 phần 15, ta thấy rằng phân số này cả tử số và mẫu số cùng chia hết cho 3. Như vậy ta chia cả tử số và mẫu số cho 3, ta được 3 phần 5. Vậy ta sẽ chọn đáp án B là đáp án đúng luôn, đúng không nhỉ? Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào bài số 2. Cô có bài tập mang tên số. Ở đây cô có hai ý A và ý B. Với ý A, 36 phần 42 thì bằng 18 phần bao nhiêu và bằng bao nhiêu phần 7 bằng 30 phần bao nhiêu. Vậy để trả lời cho câu hỏi này thì chúng mình quan sát 36 phần 42 để bằng phân số 18 phần bao nhiêu ta sẽ lấy 36 chia cho 18 được 2. Vậy phân số 18 phần bao nhiêu chúng mình cần tìm ở đây? Chính là phân số 36 phần 42, ta chia cả tử số và mẫu số cho 2 đúng không nhỉ? Vậy ta sẽ được phân số 18 phần 21. Phân số 18 phần 21 để tạo thành phân số có mẫu số là 7, ta lấy 21 chia 7, được 3. Vậy phân số 18 phần 21 ta chia cả tử số và mẫu số với 3, ta được 6 phần 7. 6 phần 7 làm như thế nào để thành phân số 30 phần 7? 30 phần bao nhiêu nhỉ? Như vậy ta lấy 30 chia 6 được 5. Từ đó phân số 6 phần 7 ta nhân cả tử số và mẫu số với 5. Ta được 30 phần 35. Tiếp theo chúng mình đến với ý B. 80 phần 100. Để thành phân số có mẫu số là 20. Thì chúng mình quan sát ta lấy 100 chia 20 được 5. Như vậy phân số 80/100 ta chia cả tử số và mẫu số với 5 ta được 16/20. 16/20 làm như thế nào để tạo thành phân số có tử số là 4? Như vậy ta lấy 16 chia 4 được 4. Vậy phân số 16/20 ta chia cả tử số và mẫu số với 4 ta được 4/5. 4/5 làm như thế nào để tạo thành phân số có mẫu số là 50? Như vậy ta lại lấy 50 chia 5 được 10. Vậy phân số 4 phần 5 ta nhân cả tử số và mẫu số với 10, ta được 40 phần 50. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 1. Bài số 2, bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào bài số 3. Đề bài người ta yêu cầu con quy đồng mẫu số các phân số. Ở đây có 3 phân số. Ia. Yeah. 4/7 và 28/35. Ta thấy 35 chia 7 được 5, vậy IA ta sẽ chọn mẫu số chung là 35, phân số 4 phần 7 ta nhân cả tử số và mẫu số với 5 ta được 20 phần 35, và phân số 28 phần 35 ta sẽ giữ nguyên. Tiếp theo đến với ý B. 13 phần 20 và 53 phần 100, ta thấy rằng 100 chia cho 20 được 5, vậy phân số 53 phần 100 ta giữ nguyên phân số 13 phần 20 ta nhân cả tử số và mẫu số với 5 ta được 65 phần 100. Ý C, 5 phần 6, 9 phần 8 và 11 phần 24. Ta thấy rằng 24 chia 6 được 4, 24 chia 8 được 3. Vậy ta sẽ chọn mẫu số chung là 24. Từ đó ta sẽ lấy phân số 5 phần 6 nhân cả tử số và mẫu số với 4 ta được 20 /24. phần 24. Phân số 9 phần 8 ta nhân cả tử số và mẫu số với 3 ta được 27 phần 24 và phân số 11 phần 24 ta giữ nguyên. Tiếp theo chúng mình đến với bài số 4. Để bài người tiêu cầu con điền dấu lớn, dấu nhỏ, dấu bằng thích hợp và chỗ chấm. Ở đây có 3 ý A, B và C. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi điền các dấu thích hợp và chỗ trống nhé. Đầu tiên ở ý A, 5 phần 8 kg như thế nào so với 6 phần 8 kg? À, ta biết rằng hai phân số này có cùng mẫu số rồi. Vậy muốn so sánh hai phân số có cùng mẫu số, ta làm như thế nào? À, ta sẽ lấy tìm xem phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Vậy 6 lớn hơn 5, từ đó phân số 5 phần 8 kg nhỏ hơn 6 phần 8 kg. 13 phần 12 kg như thế nào so với 1 kg? Ta biết rằng phân số mà có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1. Vậy từ đó ta dễ dàng trả lời được rằng 13/12 kg lớn hơn 1 kg đúng không nhỉ? Điểm vị B, 11/12 lít như thế nào so với 11/14 lít? Ta thấy rằng hai phân số này có cùng tử số, vậy muốn so sánh hai phân số có cùng tử số ta làm như thế nào? À, ta sẽ quan sát xem phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Vậy, 11 phần 12 có mẫu số là 12 lớn hơn mẫu số của phân số 11 phần 14. Vậy ta sẽ dễ dàng thấy rằng 11 phần 12 lít lớn hơn 11 phần 14 lít. 5 phần 3 lít như thế nào so với 15 phần 9 lít? Ta thấy rằng hai phân số này không có cùng mẫu số. Như vậy, đầu tiên, theo quan sát phân số 15 phần 9, ta chia cả tử số và mẫu số với 3, ta được 5 phần 3. Vậy chắc chắn hai phân số này là bằng nhau rồi đúng không nhỉ? Ý C, 5 phần 6 mét như thế nào so với 17 phần 18 mét? Ta biết rằng phân số 17 phần 18 có mẫu số là 18 chia cho mẫu số của phân số 5 phần 6 ta được 3, vậy ta sẽ chọn mẫu số chung là 3. Vậy phân số 5 phần 6 ta nhân cả tử số và mẫu số với 3, ta được 15 phần 18. Như vậy, ta, ta đã trở về hai phân số, so sánh hai phân số có cùng mẫu số. Vậy phân số nào mà có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn, vậy 15 nhỏ hơn 17. Từ đó ta dễ dàng kết luận được rằng 5 phần 6 mét nhỏ hơn 17 phần 18 mét. 16 phần 7 mét như thế nào so với 2 mét? Ta biết rằng 16/7 Ta sẽ giữ nguyên này, phân số 2m ta sẽ viết được thành phân số là 16/8. Vậy đây chính là hai phân số có cùng tử số. Phân số nào có tử số, có mẫu số lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn. Như vậy, phân số 16/7m sẽ lớn hơn phân số 16/8m, tức là 2m như vậy, chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 4. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào bài số 5. Có 3 vòi nước cùng chảy vào một bể. Trong 1 giờ, vòi số 1 chảy được 1 phần 4 bể nước. Vòi số 2 chảy được 2 phần 5 bể nước. Vòi số 3 chảy được 7 phần 20 bể nước. Hỏi trong 1 giờ, vòi nào chảy được nhiều nước nhất? Vòi nào chảy được ít nước nhất? Ta thấy rằng Phân số 1 phần 4 ta nhân cả tử số và mẫu số với 5 ta được 5 phần 20. Phân số 2 phần 5 ta nhân cả tử số và mẫu số với 4 ta được 8 phần 20. Và phân số 7 phần 20 ta giữ nguyên. Do đó thì 1 phần 4 nhỏ hơn 7 phần 20 và nhỏ hơn 2 phần 5. Vậy trong 1 giờ, vòi số 2 chảy được nhiều nước nhất, vòi số 1 thì chảy được ít nước nhất. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần luyện tập 1. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào phần luyện tập 2. Cô có bài tập số 1, chọn câu trả lời đúng. Ở đây cô có 3 ý A, B và C. Ý A, phân số nào dưới đây bé hơn 1? Vậy, phân số nào bé hơn 1? Phân số bé hơn 1 chính là phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số. Như vậy quan sát ở đây ta thấy rằng có phân số 22 phần 33 có tử số nhỏ hơn mẫu số, vậy đây chính là phân số bé hơn 1. Ý B, phân số nào dưới đây bằng phân số 5 phần 7? Vậy ta sẽ cùng nhau đi quan sát ta thấy rằng 10 phần 12 ta chia cả tử số và mẫu số với 2 ta được 5 phần 6, như vậy không bằng phân số 5 phần 7. 12 phần 14 ta chia cả tử số và mẫu số với 2 ta được 6 phần 7, như vậy cũng không bằng phân số 5 phần 7. 15 phần 21 ta chia cả tử số và mẫu số với 3 ta được 5 phần 7 như vậy Phân số 15 phần 21 chính bằng phân số 5 phần 7 Ý C Phân số nào dưới đây lớn hơn phân số 3 phần 5? Vậy để tìm được phân số nào lớn hơn phân số 3 phần 5 Tức là ta quan sát ta thấy rằng 5 phần 7 Khi mà ta quy đồng với phân số 3 phần 5 Thì ta thấy rằng phân số 3 phần 5 nhỏ hơn 1 đúng không nhỉ? Vậy bây giờ ta quan sát phân số 5 phần 7 khi mà ta quy đồng về mẫu số chung là 35 thì phân số 5 phần 7 lại nhỏ hơn phân số 3 phần 5. Phân số 15 phần 25 ta giữ nguyên và phân số 3 phần 5 khi mà ta quy đồng để về có mẫu số chung là 25 thì cũng nhỏ hơn phân số 3 phần 5. Như vậy chỉ có đáp án D là phân số 12 phần 15 sẽ được kết quả lớn hơn phân số 3 phần 5. Tiếp theo chúng mình đến với bài số 2. Viết tên các con vật dưới đây theo thứ tự có cân nặng từ bé đến lớn. Như vậy ở đây có 4 con vật, con gà, con thỏ, con vịt và con mèo. Bây giờ chúng mình thấy rằng phân số 5 phần 2 ta, chia, ta nhân cả tử số và mẫu số với 2 ta được 10 phần 4 phân số 28 phần 8, ta sẽ chia cả tử số vào mẫu số với 2, ta được 14 phần 4. Như vậy ta được tổng cộng là 4, phân số có mẫu số là 4 rồi. Vậy ta dễ dàng thấy rằng 9 phần 4 nhỏ hơn 10 phần 4, nhỏ hơn 14 phần 4 và nhỏ hơn 19 phần 4. Vậy các con vật theo thứ tự cân nặng từ bé đến lớn sẽ là vịt, gà, mèo và thỏ. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài số 2. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào bài số 3. Các bạn Mai, Nam, Việt và Robot chạy thi theo chiều dài sân trường. Mai chạy hết 5 phần 6 phút, Nam chạy hết 2 phần 3 phút, Việt chạy hết 7 phần 12 phút, Robot chạy hết 11 phần 12 phút. Hỏi ai về đích đầu tiên, ai về đích cuối cùng để kiểm tra xem ai về đích đầu tiên và ai về đích cuối cùng Tức là chúng mình sẽ đi so sánh xem bạn nào chạy được ít thời gian nhất đúng không nhỉ? Vậy ta có 5 phần 6 nhân cả tử số và mẫu số với 2 ta được 10 phần 12 2 phần 3 ta nhân cả tử số và mẫu số với 3, với 4 ta được 8 phần 12 Như vậy ta thấy rằng 7 phần 12 nhỏ hơn 8 phần 12 Nhỏ hơn 10 phần 12 và nhỏ hơn 11 phần 12 Do đó, 7 phần 12 sẽ nhỏ hơn 2 phần 3, nhỏ hơn 5 phần 6 và nhỏ hơn 11 phần 12. Vậy Việt sẽ về đích đầu tiên và robot sẽ về đích cuối cùng. Tiếp theo, chúng mình đến với bài số 4, tính 9, 7 x 9 x 13, phần 13 x 7 x 21. Như vậy, ta thấy rằng 10, 21 thì bằng 3 nhân với 7 đúng không nhỉ? Như vậy, ta sẽ được phân số 9 phần 21. 9 phần 21. Ta thấy rằng này, ở cả tử số và mẫu số đều xuất hiện 7 và 13. Như vậy, ta rút gọn đi. Ta sẽ còn 9 phần 21. 9 phần 21 tan nhân. Ta chia cả tử số và mẫu số với 3. Ta sẽ được phân số 3 phần 7. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi chữa tất cả các bài có trong bài số 69. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.